Vâng, xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Đây là cái clip mà Quang đang cho cái con hỏa mi nó ăn cái viên lạc, và ở trong Nam gọi là đậu phộng đó. Thì cái con mi ấy, nhiều lúc các bạn bóc cái củ lạc sẵn ra chưa chắc nó đã ăn đâu, nhưng mà các bạn để cả vỏ như này này là nó rất là thích thú khi mà nó đây, các bạn thấy nó quặp, nó gắp rồi nó mổ đấy. Thì cái điều này để nó vừa luyện mỏ luôn mà lại vừa coi như thế là nó rất là thích thú với cả cái viên lạc, viên đậu phộng mà vẫn cả vỏ như này đấy. Các bạn thấy thực tế là nó đang mổ, nó moi, nó ăn đó. Nhiều anh em thì cũng đã biết rằng là Quang cũng đã chia sẻ rất là nhiều clip Quang nói về cái sản phẩm cám chim của Quang ấy, thì Quang không cho lạc với đậu phộng vào trong cám đấy. Bởi vì sao đấy, như các bạn thấy cái con họa mi thì nó rất là thích ăn lạc, với ăn ở trong Nam gọi là đậu phộng nhá. Đấy thì Quang cứ nói là lạc đi. Đấy, đấy các bạn thấy cái củ lạc vẫn còn nguyên vỏ này, nó đang ăn như này. Đấy, các bạn thấy nó moi rồi nó ăn này. Đấy. Đấy, Quang cũng đang để một cái con mái bên cạnh và nó cũng đang mổ cục cục viên lạc ăn này. Bên này là con mái này, các bạn thấy nó cũng đang cục cục nó mổ cái viên lạc này. Đấy, như các bạn biết ấy, thì cái sản phẩm cám ấy, mà cho cái lạc vào ấy, thì nó rất là nhanh làm mốc cám, cho nên là cái cám chim của Quang ấy là Quang cũng đã hướng dẫn rất là nhiều anh em là Quang không cho cái lạc vào đâu. Thì nuôi chim họa mi ấy, thì đấy thỉnh thoảng cho nó cái viên lạc này vào này, tuần cho nó độ khoảng 2-3 viên đấy, mỗi ngày cho 2 ngày cho 1 viên chẳng hạn thế, hoặc là tuần chỉ cần 2 lần thôi. Đấy các bạn thấy đó, mọi cái viên ra nó mổ nó ăn nó rất là thích thú. Đôi khi các bạn mà bóc sẵn ra thành cái hạt lạc ấy có khi nó lại không ăn đâu. Đấy, các bạn nhìn rõ này. Đấy. Đấy thì chúng ta để cả cái viên lạc này cho nó ăn. Thế còn nhiều bạn cứ nhắn hỏi là anh ơi thế nó ăn cái lạc sống, lạc luộc hay lạc rang. Thế thì theo cái quan điểm của mình ấy thì nếu như con nào mà nó không ăn ấy thì các bạn dùng một ít cái lạc rang, các bạn giã nhỏ ra, các bạn trộn lẫn vào mấy cám đấy, nhưng mà trộn vừa phải nó ăn trong ngày thôi, không rồi hôm sau là cái viên lạc ấy nó cũng mất hết cả mùi đi. Đấy các bạn nên nhớ là cái lạc rang đúng không ạ, nếu như chúng ta vừa rang xong thì nó rất là thơm ngon, ăn nó rất là bùi, nhưng mà chỉ để cả mấy hôm thôi là nó sẽ ăn nó sẽ ỉu ỉu, nhưng mà nó sẽ không ngon nữa. Thì cái vì cái điều này Quang cũng phát hiện ra là cũng rất là lâu rồi, khoảng 2 năm gần đây là cái sản phẩm cám ấy là Quang cắt hẳn, không cho cái lạc vào trong cám nữa, và hướng dẫn cho anh em là cứ để cho chim nó ăn lạc ở ngoài đó. Thế cho nên là cái Quang đã có đảm bảo với rất là nhiều anh em là cái sản phẩm cám chim của Quang là để được rất lâu, nếu như bảo quản tốt thì có thể để 1 năm mà không sợ mất mùi thơm đấy. Vâng đấy, mọi người thấy là con chim nó đang moi cái củ lạc nó ăn đấy, nó rất là thích thú. Quang cũng để ý rồi, con họa mi nó rất là thích thú cái cả cái viên lạc mà nó có vỏ đó, nó rất là thích thú cái điều đó. Và đây là cái con chim mà nó đang thay lông, thì mình phải cần bổ sung thêm là nhiều các cái chất. Các bạn thấy cái con mái như nó cũng đang mổ luôn, nghe thấy tiếng cộc cộc. Cho cái viên lạc vào. Đấy thì cái lạc này thì nó có cái tác dụng là làm cho chim nó có cái bộ lông mượt, óng mượt. Đấy. Thế nhưng mà mình cũng đã khoảng 2 năm gần đây mình điều chỉnh cái tỷ lệ cám mà mình cũng đã không cho cái lạc vào trong cám rồi. Đấy thế cho nên là cái sản phẩm cám của mình là để được rất là lâu. Các bạn yên tâm. Đấy, và các bạn đấy thấy thực tế đấy, cái con mình cũng đã nuôi nhiều con mi rồi, mình cứ cho cả cái viên lạc